Người Việt Nam phải xin đăng ký hộ khẩu thường trú, phải xin phép tạm trú và tạm vắng. Ủa, tại sao kỳ lạ vậy ta? Thời Việt Nam Cộng Hòa trước tháng 4 năm 1975, tôi chưa từng nghe đến những chữ hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Mỗi công dân Việt Nam Cộng Hòa trên 14 tuổi đều có thẻ căn cước là đủ rồi, nếu muốn kiểm soát về dân số, nhân khẩu hay kiểm soát thủ tục hành chính. Chế độ Việt Cộng cũng có chứng minh nhân dân, cũng giống căn cước thôi. Đến lúc tôi trở về thăm lại quê hương, đứa cháu gái tên Hà của tôi đã xin tôi cái USA Passport để chạy ra phường công an xin đăng ký hộ khẩu tạm trú. Lẽ dĩ nhiên, tôi rất khó chịu về việc này. Tôi cứ tưởng tôi vượt biển ra đi từ năm 1977. Lúc đó, tôi biết đã có hộ khẩu tạm trú tạm vắng và tôi đã từng chứng kiến cô ba tôi phải cầm cuốn sổ hộ khẩu đi mua vài con cá vào ngày tối mùng 2 Tết năm 1976. Lúc đó tôi đang cư trú tại cư xá Phú Nhuận đối diện với sân gôn Mỹ ở đường Võ Duy Nguy, sau gọi là Nguyễn Kiệm, sau khi nghe loa phường thông báo có cá có cá. Nhưng 21 năm sau, thời gian dài đằng đẵng mà vẫn còn tiếp tục hành hạ dân với chính sách hộ khẩu tạm vắng tạm trú à. Tôi rất bất mãn, chợt hỏi cháu Hà, cậu đã có visa rồi mà tại sao còn phải đăng ký hộ khẩu? Tạm trú, thủ tục thôi mà cậu thủ tục cái quái gì? Hành hạ dân thì có, chắc để kiếm chút cháo chứ gì. Tôi còn kèm theo, chế độ Việt Cộng này đã vi phạm trầm trọng điều 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thật ra, tôi đã từng lên án chế độ Việt Cộng vi phạm vào điều 13 này trong clip YouTube của tôi https://youtu.be/necw749ffkw đóng ngoặc đơn, chắc cũng lâu lắm rồi. Visa của tôi được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp có hiệu lực 30 ngày, tại sao còn bắt buộc tôi phải trình passport? Hôm nay, viết đến đây, tôi chợt nhớ đến ông thầy Google. Tôi mới hỏi hai câu, một sổ hộ khẩu là gì, và hai, Việt Nam tham gia Liên Hiệp Quốc ngày nào, tôi có câu trả lời ngay. Một sổ hộ khẩu là tài liệu nhằm xác định việc đăng ký hộ khẩu thường trú của mỗi hộ gia đình. Sổ này do cơ quan công an cấp để quản lý nhân khẩu của các hộ gia đình. 2. Vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 1977, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, lễ thượng cờ Việt Nam được diễn ra theo nghi lễ gia nhập thành viên của Liên Hợp Quốc. Phải hiểu, luật pháp quốc tế luôn cao hơn luật pháp của quốc gia. Vì thế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải tuân thủ điều 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khi muốn trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Điều 13 trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền như sau, một mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong biên giới của quốc gia mình sinh sống. 2. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất kỳ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình và trở về quốc gia của mình. Điều 13.1 này đã khẳng định rất rõ quyền tự do đi lại và cư trú trong biên giới của quốc gia mình sinh sống. Tự nhiên, nhà nước Việt Cộng xóa bỏ quyền đi lại và cư trú của công dân mình, rồi còn đặt ra chính sách hộ khẩu tạm trú, tạm vắng để gây trở ngại cho chính công dân của mình. Đây là một việc làm thô bỉ, có thể nói là tội ác của một chế độ Việt Cộng độc tài, đạp lên luật pháp quốc tế mà mình đã ký kết để nhũng nhiễu, gây cản trở sự đi lại của dân. Tôi thấy chế độ Việt Cộng thường hay rêu rao cán bộ cộng sản là đầy tớ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là phù hợp quy luật và thực tiễn Việt Nam. Nhưng thực tế, cán bộ cộng sản, nhà thằng nào cũng hàng vài chục tỷ cho tới trăm tỷ, tính ra hàng triệu đến chục triệu USD. Như căn biệt thự bị phanh phui của Chu Ngọc Anh, giá trị từ 80 đến 100 tỷ. Tụi nó là thằng ông nội của dân, chớ không phải đầy tớ đâu. Như thằng đại tướng Tô Lâm đấy. Nó dám ăn một bữa ăn bò rát vàng lên đến trên 51.000 đô la Mỹ, trong khi dân đang đói vì đại nạn Covid. Đã thế, nó còn được tháp tùng theo thằng thủ tướng Phạm Minh Chính qua Mỹ chửi thề. Để làm nhục quốc thể, tụi cán bộ cộng sản, nó toàn là những thằng điếm thúi, gạt dân. Chúng nó nói, nhà nước quốc hội là của dân, do dân, vì dân.
Nhưng quý vị nhìn xem 500 thằng gọi là đại biểu quốc hội đó, có thằng nào là gốc từ dân được bầu lên? 500 thằng khỉ đấy đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 500 thằng khỉ này chỉ vì đảng, bảo vệ cho đảng mà thôi. Chúng xem dân như cỏ rác. Tôi còn nhớ bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng nói nguyên văn như sau: nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. Pháp quyền chỗ nào khi có hai loại tòa án? Tòa án đảng luôn cao hơn tòa án dân. Phải đợi tòa án đảng khai trừ ra khỏi đảng rồi, thì tòa án dân mới được phép xử. Pháp quyền chỗ nào khi ba anh nông dân ăn cắp hai con vịt ở Lâm Đồng bị bỏ tù tổng cộng 13 năm? Còn quan chức phạm tội như Tô Lâm thì được tráng án. Tôi biết lương tháng của thằng Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ có 13 triệu, thằng Hồ vị chi 13 triệu 24.000 bằng 542 đô la Mỹ một tháng. Nó ăn một bữa ăn bằng 51.542 bằng 94 lần lương tháng của nó. Nếu nó không xài tiền lương của nó phải để dành trong suốt 8 năm trời mới có được 51.000 đô la Mỹ đấy. Vậy tiền đâu mà nó có? Chắc chắn nó phải mang tội tham nhũng rồi. Nên nhớ, khi nào còn điều 4 bất công, hiếp pháp thì chẳng bao giờ có pháp quyền. Pháp quyền gì? Khi thằng công an Việt Cộng chuyên môn làm chuyện tồi bại với dân như ngăn chặn dân mướn nhà hay tìm mọi cách đuổi dân ra khỏi nơi dân đang làm việc hoặc canh chừng dân. Tìm mọi cách không cho dân ra khỏi nhà. Công an Việt Cộng luôn chơi dơ, kể cả chúng cộng tác với bọn xã hội đen để hại dân, hại nước. Trở lại, tôi muốn chính sách hộ khẩu, chính sách tạm trú. Tạm vắng phải bị dẹp bỏ ngay vì nó vi phạm vào luật quốc tế, vì chế độ Việt Cộng đã trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Tôi thù ghét chế độ Man Di, mọi rợ Việt Cộng. Tôi viết bài này là cho dân tôi đọc để biết mà còn đối phó với bọn mọi rợ này. Chúng nó đã sống bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt của đồng bào tôi.